Tiền đạo người Pháp bĩu môi khi phải rời sân sớm trong chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Bournemouth ở vòng 37 Premier League tối ngày 20 tháng 5. Phút 57, huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định rút Anthony Martial ra nghỉ để nhường chỗ cho Wood Whitehouse. Sau khi biết mình không còn được tiếp tục thi đấu, tiền đạo người Pháp lưỡng thững đi bộ ra ngoài đường biên rồi có pe bĩu môi với vẻ bất mãn. Trước khi rời sân, Martial có màn trình diễn nhạt nhòa ở vị trí trung phong. Cựu cầu thủ Monaco có 3 cú sút, không lần nào đi trúng đích, 3 lần dây bóng thành công, 5 lần thắng tranh chấp và 12 lần để mất bóng. Mùa này, Martial thường xuyên dính chấn thương. Chân sút 28 tuổi mới có 15 lần ra sân cho MU tại Premier League và ghi 5 bàn. Dù vậy, anh vẫn là tiền đạo cắm tốt nhất MU đang sở hữu. Trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới, Quỷ Đỏ được cho là sẽ trao Whitehouse về Burnley, giao bán Martial đồng thời chi một khoản tiền lớn để nâng cấp hàng công. Harry Kane và Victor Osimhen là hai trong số những mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford. Sau khi hạ Bournemouth, MU chỉ cần thêm một điểm trong hai trận còn lại là đủ để giành vé dự Champions League mùa tới. Chia sẻ về cơ hội lớn để kết thúc mùa giải trong top 4, huấn luyện viên Ten Hag cho biết, tôi không quan tâm việc Liverpool hay các đối thủ thi đấu ra sao. Chúng tôi sẽ tự định đoạt số phận của mình. Mục thể thao xin giới thiệu tủ sách về ngoại hạng Anh cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Đêm ngày 20 tháng 5, Arsenal thua Nottingham 0-1 ở vòng 37 Premier League, qua đó giúp Man City trở thành nhà vô địch Premier League 2022-2023. Đêm ngày 20 tháng 5, MU thắng Bournemouth 1-0 và chỉ cần giành thêm một điểm để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4. Man City chính thức vô địch Premier League mùa thứ 3 liên tiếp khi Arsenal thua 0-1 trong chuyến làm khách tới sân của Nottingham Forest ở vòng 37 đêm ngày 20 tháng 5, giờ Hà Nội.